Quý vị đang lắng nghe chuyên mục Lời Sống Hàng Ngày trên kênh của Hội Thánh Tin Lành Giô-suê. Lời Sống Hàng Ngày, lời Đức Chúa Trời sống động mỗi ngày. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Lời Sống Hàng Ngày được phát sóng trên kênh của Hội Thánh Tin Lành Giô-suê. Tôi tên là Anna. Hôm nay chúng ta lại cùng nhau đến với sách Giô-suê đoạn 19 đến đoạn 21. Sách Giô-suê đoạn 19, địa phận của bộ tộc Simeon. Bộ tộc thuộc con cháu Simeon bắt thăm được phần đất thứ nhì theo từng gia tộc của họ. Sản nghiệp của bộ tộc này ở giữa sản nghiệp của con cháu Giu-đa. Sản nghiệp của bộ tộc Simeon gồm có Be-e-seba, Seba, Molada, Hasasuan, Bala, Esem, Entolat, Bethu, Hopma, Siklat, Bet-bakabot, Hasasusa, Bet-la-baot và Searuchen, tất cả là 13 thành cùng các làng mạc của chúng, Ain, Rimmon, Ethe và Asan. Tất cả là 4 thành cùng các làng mạc của chúng, bao gồm các thị trấn chung quanh những thành ấy cho đến Balak-pe, tức là Rama ở miền Negev. Đó là sản nghiệp của bộ tộc Simeon theo từng gia tộc của họ. Sản nghiệp của con cháu Simeon lấy từ phần đất của người Giu-đa vì phần đất của con cháu Giu-đa rất rộng. Như vậy, con cháu Simeon được sản nghiệp giữa phần đất của con cháu Giu-đa. Địa phận của bộ tộc Sa-bu-lon. Con cháu của Sa-bu-lon bốc thăm được phần đất thứ ba theo từng gia tộc của họ. Ranh giới của họ chạy đến Sa-rít. Ranh giới đi lên phía tây từ hướng Mare-a-la, gặp Das-be-sét, rồi đến suối đối diện dốc Ne-am. Từ Sa-rít, ranh giới vòng qua hướng đông, tức hướng mặt trời mọc, tiếp giáp với Kit-lo-tha-bô, rồi đi về hướng Đáp-pê-rát và lên đến Gia-phia. Từ đó, nó chạy về hướng đông, tức hướng mặt trời mọc đến gấp Rê-bê và Es-ca-sinh, đi vòng qua Ne-a rồi đến Rimmon. Sau đó, ranh giới ấy vòng lên phía bắc về hướng Hanathon, rồi dừng lại ở thung lũng Giếp-thách-en. Nó gồm các thành Cát-tác, Nahala, Simron, Ideala và Bethlehem. Tất cả là 12 thành cùng với làng mạc của chúng. Các thành này cùng với làng mạc của chúng là sản nghiệp của người Sa-bu-lon theo từng gia tộc của họ. Địa phận của bộ tộc Issachar. Con cháu Issachar bắt thăm được phần đất thứ tư theo từng gia tộc của họ. Ranh giới của họ chạy đến Gibre'en, Kesulot, Sunem, Hapharaim, Sion, Anacharat, Ravik, Kiseon, Ebed, Remet, Enganim, Enhada và Bethphaset. Ranh giới này gặp Thabo, Sajak-sima và Bethsemet, rồi dừng lại ở sông Jordan. Tất cả là 16 thành với các làng mạc của chúng. Các thành này với những làng mạc của chúng là sản nghiệp của con cái Issachar theo từng gia tộc của họ. Địa phận của bộ tộc Asher. Bộ tộc thuộc con cháu Asher bắt thăm được phần đất thứ 5 theo từng gia tộc của họ. Ranh giới này bao gồm Henkat, Hali, Beten, Asap, Alamelech, Ameat và Miesean. Phía tây gặp Carmen và Khelipnat, rồi vòng qua phía mặt trời mọc, hướng về Bet-Garon, gặp Subulom và thung lũng Giếp-thách-en. Ở về phía bắc Bet-Emet và Neien, rồi chạy qua Kabul về phía trái đến Ebron, Rehob, Hammon, Kada cho đến thành lớn Sidon. Ranh giới này lại vòng về Rama cho đến thành kiên cố Tyre, rồi chạy đến Hosa và dừng lại ở biển trong vùng Asit. Uma, Afet và Rehob, tất cả là 22 thành cùng với các làng mạc của chúng. Các thành này và các làng mạc của chúng là sản nghiệp của con cháu thuộc bộ tộc Asher theo từng gia tộc của họ. Địa phận của bộ tộc Netali. Con cháu của bộ tộc Netali bốc thăm được phần đất thứ 6 theo từng gia tộc của họ. Ranh giới của họ chạy từ Helet, từ cây sồi ở Sananim cho về hướng Adami, Nekep và Jabneel cho đến Lạc-cum rồi dừng lại sông Jordan. Sau đó, ranh giới này vòng về phía tây, đi đến Adnot-Thabo, rồi từ đó chạy về Hồng Cốc. Phía nam giáp địa phận Sa-bu-lon, phía tây giáp địa phận Asher và Giu-đa, phía mặt trời mọc thì giáp sông Jordan. Các thành của kiên cố là Sidim, Sero, Hamat, Rakat, Kineret, Adama, Rama, Hasor, Kede, Ezre, En-Hasor, Gireon, Midda-en, Hirim, Bet-Anat và Bet-Semet. Tất cả là 19 thành cùng các làng mạc của chúng. Các thành này với các làng mạc của chúng là sản nghiệp của bộ tộc thuộc con cháu của bộ tộc Naphtali theo từng gia tộc của họ. Địa phận của bộ tộc Dan.
Con cháu thuộc bộ tộc Dan bốc thăm được phần đất thứ 7 theo từng gia tộc của họ. Ranh giới của họ gồm Soria, Ethaon, Jeshemet, Salabin, Ayalon, Kibla, Elon, Timnatha, Ekron, Entake, Gibethon, Balak, Yehud, Bene Barak, Yidramon, Bejakon và Rakon cùng với phần đất đối diện Jafo. Khi địa phận của Dan bị xâm lấn, người Dan đi lên tiến đánh Lê-xem, dùng gươm diệt thành ấy, chiếm nó làm sản nghiệp và định cư tại đó, rồi gọi thành Lê-xem là Dan theo tổ phụ của họ. Các thành này cùng với các làng mạc của chúng là sản nghiệp của bộ tộc Dan theo từng gia tộc của họ. Sản nghiệp của Yosue. Khi được chia đất theo từng địa phận rồi, dân Israel lấy một phần sản nghiệp của họ mà cấp cho Yosue, con trai của Nun. Dân Israel tuân lệ Đức Giê-hô-va cấp cho ông cái thành mà ông sinh là thành Timnath-serach trong núi Ephraim. Ông xây dựng thành và định cư tại đó. Đó là sản nghiệp mà thầy tế lễ Eleasa, Yosue, con trai của Nun và các trưởng tộc của bộ tộc Israel bắt thăm phân phát tại Silo, tại lều hội kiến trước mặt Đức Giê-hô-va. Như vậy họ hoàn tất việc phân chia đất. Yosue đoạn 20, 6 thành trú ẩn. Đức Giê-hô-va phán với một Yosue: Hãy bảo dân Israel lập các thành trú ẩn mà ta đã phán với các con qua Môi-se để cho kẻ vô ý giết người có thể trốn ở nơi ấy. Các thành đó sẽ là nơi ẩn lánh khỏi kẻ đòi nợ máu. Kẻ ngộ sát sẽ chạy trốn đến một trong các thành ấy, đứng nơi cổng thành, trình bày sự việc cho các trưởng lão của thành ấy nghe. Các trưởng lão sẽ tiếp nhận người ấy vào thành, chỉ định một chỗ và người ấy sẽ ở đó với họ. Nếu kẻ đòi nợ máu đuổi theo, các trưởng lão chớ nộp kẻ ngộ sát vào tay người ấy, vì kẻ sát nhân làm thiệt mạng người lân cận mình chỉ vì vô ý, chứ không phải như trước kia có hận thù gì với người này. Kẻ ngộ sát phải ở trong thành ấy cho đến khi được xét xử trước hội chúng và cho đến khi thầy tế lễ thượng phẩm đương chức qua đời. Khi đó kẻ ngộ sát sẽ trở về thành và nhà mình, tức là thành mà mình đã trốn khỏi. Vậy dân Israel việc riêng thành Kedê ở Galilee theo trên núi Netali, thành Sichem trên núi Ephraim và thành Kiriat Araba, tức là Hebron trên vùng đồi núi Juda. Vùng bên kia sông Giô-đan, phía đông của thành Jericho, họ chỉ định thành Bethse trong hoang mạc, trên cao nguyên thuộc bộ tộc Ruben, thành Ramoth ở vùng Galaad thuộc bộ tộc Gad và thành Golan ở vùng Bashan thuộc bộ tộc Manasse. Đó là các thành được chỉ định cho toàn bộ dân Israel và cho ngoại triệt kiều cư trú tại đó. Để người nào vô ý làm thiệt mạng ai, có thể trú ẩn ở đó mà không bị tay của kẻ đòi nợ máu giết chết trước khi được đưa đến hội chúng. Bây giờ, các trưởng gia tộc người Lê-vi đến với thầy tế lễ Eleasa, Yosue, con trai của Nun, và các trưởng gia tộc của các bộ tộc Israel và nói với họ tại Silo trong xứ Canaan rằng: Đức Giê-hô-va đã truyền bảo Môi-se cấp cho chúng tôi các thành để ở và các đồng cỏ xung quanh dùng cho súc vật của chúng tôi. Vậy dân Israel vâng lệnh Đức Giê-hô-va lấy trong sản nghiệp của họ những thành sau đây và những đồng cỏ chung quanh mà cấp cho người Lê-vi. Các gia tộc Kê-hát bắt thăm được phần của mình. Con cháu của thầy tế lễ A-rôn về dòng Lê-vi bắt thăm được 13 thành từ bộ tộc Giu-đa, bộ tộc Simeon và bộ tộc Benjamin. Con cháu của Kê-hát bắt thăm được 10 thành từ bộ tộc Ephraim, bộ tộc Dan và phân nửa bộ tộc Manasse. Con cháu Giạc-xôn bóc thăm được 13 thành từ bộ tộc Isaka, bộ tộc Ase, bộ tộc Neptali và phân nửa bộ tộc Manasse ở Bashan. Con cháu Merari theo từng gia tộc của họ được 12 thành từ bộ tộc Ruben, bộ tộc Gad và bộ tộc Zabulon. Dân Israel bóc thăm cấp cho người Lê-vi các thành ở trên với các đồng cỏ chung quanh đúng như Đức Giê-hô-va đã truyền phán cho Môi-se. Dân Israel lấy các thành có tên sau đây thuộc bộ tộc Giu-đa và bộ tộc Simeon mà cấp cho họ. Con cháu Áp-rôn thuộc các gia tộc Kê-hát là con cháu Lê-vi được các thành ấy vì thăm trúng về họ trước tiên. Người ta cấp cho họ thành Kiriat Araba. Araba là cha của Anak, tức là Hebron ở trên núi Giu-đa và các đồng cỏ chung quanh nó. Còn các cánh đồng của các thành và làng mạc của nó thì được cấp cho Caleb, con trai của Giê-phu-nê làm sản nghiệp. Người ta cấp cho con cháu của thầy tế lễ A-rôn thành Hebron là thành trú ẩn cho kẻ ngộ sát và các đồng cỏ chung quanh, thành Libna và các đồng cỏ chung quanh, Diệt-thia và các đồng cỏ chung quanh, Ethe-moa và các đồng cỏ chung quanh, Holon và các đồng cỏ chung quanh, Debir và các đồng cỏ chung quanh, A-in và các đồng cỏ chung quanh, Yuta và các đồng cỏ chung quanh, Bet-semes và các đồng cỏ chung quanh. Đó là chính thành của hai bộ tộc này. Người ta cũng lấy các thành từ bộ tộc Benjamin mà cấp cho họ. Đó là thành Gabaon và các đồng cỏ chung quanh, thành Geba và các đồng cỏ chung quanh,
thành Atanot và các đồng cỏ chung quanh, thành Ammon và các đồng cỏ chung quanh. Tất cả là 4 thành. Các thành của thầy tế lễ còn cháu Aaron, tức là 13 thành với các đồng cỏ chung quanh. Những người Lê Vi thuộc các gia tộc khác của Kehat nhận được các thành thuộc bộ tộc Ephraim làm sản nghiệp. Người ta cấp cho họ thành Sichem là nơi trú ẩn của cả hội xác ở trên núi Ephraim và các đồng cỏ chung quanh, thành Yeshe và các đồng cỏ chung quanh, thành Kepsaim và các đồng cỏ chung quanh, thành Beth Horon và các đồng cỏ chung quanh, tất cả là 4 thành. Người ta lấy các thành từ bộ tộc Dan mà cấp cho họ, đó là thành Entheke và các đồng cỏ chung quanh, thành Gibethon và các đồng cỏ chung quanh, thành Abayalon và các đồng cỏ chung quanh, thành Gethrimon và các đồng cỏ chung quanh, tất cả là 4 thành. Người ta cũng lấy các thành từ phân nửa của bộ tộc Manasse, đó là thành Tha-anak và các đồng cỏ chung quanh, thành Ephraim và các đồng cỏ chung quanh. Tổng cộng là 12 thành và các đồng cỏ chung quanh được cấp cho những gia tộc còn lại thuộc dòng Kehat. Người ta cũng lấy các thành từ phân nửa bộ tộc Manasse, đó là thành Golan ở xứ Bashan, là thành trú ẩn cho cả hội xác mà cấp cho con cháu Gerson thuộc bộ tộc gia tộc Levi, cùng với các đồng cỏ chung quanh thành Beth-Ezra và các đồng cỏ chung quanh. Tất cả là 4 thành. Người ta cũng lấy thành từ bộ tộc Issachar, đó là thành Kiseon và các đồng cỏ chung quanh, Deperat và các đồng cỏ chung quanh, thành Jakmut và các đồng cỏ chung quanh, Enganim và các đồng cỏ chung quanh, tất cả là 4 thành. Người ta cũng lấy các thành thuộc bộ tộc Asher, đó là Mishean và các đồng cỏ chung quanh, Ebdon và các đồng cỏ chung quanh, thành Hekab và các đồng cỏ chung quanh, thành Rehob và các đồng cỏ chung quanh, tất cả là 4 thành. Người ta cũng lấy các thành từ bộ tộc Nephtali, đó là thành Kede ở Galilee, và thành của trú ẩn cho cả ngộ sát và các đồng cỏ chung quanh, thành Hamot Mdore và các đồng cỏ chung quanh, thành Cà Tham và các đồng cỏ chung quanh, tất cả là 3 thành. Tổng cộng, các thành của người Gia-xôn theo từng gia tộc là 13 thành với các đồng cỏ chung quanh. Người ta cũng lấy các thành từ bộ tộc Sabulon và cấp cho những gia tộc Merari, tức là những người Levi còn lại, đó là thành Jedneam và các đồng cỏ chung quanh, thành Cata và các đồng cỏ chung quanh, thành Dimna và các đồng cỏ chung quanh, thành Nahala và các đồng cỏ chung quanh, tất cả là 4 thành. Người ta cũng lấy từ bộ tộc Ruben các thành, đó là thành Bese và các đồng cỏ chung quanh, thành Jassa và các đồng cỏ chung quanh, thành Kenemoth và các đồng cỏ chung quanh, thành Mephath và các đồng cỏ chung quanh, tất cả là 4 thành. Người ta cũng lấy từ bộ tộc Gác các thành, đó là Ramoth ở xứ Galaad, là thành trú ẩn cho kẻ hộ xác. Và các đồng cỏ chung quanh, thành Mehanaim và các đồng cỏ chung quanh, thành Hetbon và các đồng cỏ chung quanh, thành Jaese và các đồng cỏ chung quanh, tất cả là 4 thành. Tổng cộng các thành cấp cho gia tộc Merari, tức là phần còn lại của gia tộc thuộc bộ tộc Levi là 12 thành. Tổng cộng các thành của người Levi ở giữa sản nghiệp dân Israel là 48 thành cùng với các đồng cỏ chung quanh. Mỗi thành ấy đều có các đồng cỏ chung quanh và tất cả thành ấy đều giống như vậy. Như vậy, Đức Giê-hô-va mang cho Israel cả xứ mà Ngài đã thề với tổ phụ họ, họ chiếm hữu và định cư ở đó. Đức Giê-hô-va ban cho bốn phía đều là được yên ổn, đúng như Ngài đã thề với tổ phụ họ, và không một kẻ thù nào đứng nổi trước mặt họ. Đức Giê-hô-va phó tất cả kẻ thù vào tay họ trong mọi lời hứa tốt lành mà Đức Giê-hô-va đã ban cho nhà Israel. Chẳng có một lời nào là vô hiệu, tất cả đều được ứng nghiệm. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình Lời Sống Hàng Ngày hôm nay. Hy vọng rằng lời của Chúa, Ngài luôn là đáng thành tín và Ngài sẽ giữ mọi lời hứa mà Ngài đã phán dạy cho con cháu của chúng ta. Mong ước lời Chúa hôm nay sẽ khích lệ quý vị trong bước đường theo Chúa mỗi ngày.